Bùi Hải Vlog xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì bây giờ chậu cũng đã chuyển vào tới mộ cậu Năm rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ mấy anh thợ sạn rồi hai giờ ông Đồng qua bên hai cái chậu mới nè cô chú anh chị. Anh thợ đang sạn nha. Đưa hai ông Đồng qua lót cái này đang cho không có cát bụi đồ nó lấp đúng không cậu, đang cho tưới nước nó chảy là thoát phải không cậu? Thứ bảy đó, thứ bảy mát quá, mát quá, mát quá, đừng có làm nắng, nắng quá, nắng quá, nắng dữ lắm. Bây giờ là sạn Linh bỏ phân vào trong rồi hai ông Đồng sắt đặng cho nó cứng cái đít chậu á. Cái gì? À, lắp lại cho cát bụi nó không có lọt xuống nó vướng nó ngạt. Mấy này có rồi, để bên kia đi. Bên kia có rồi. Cho cát bụi nó không có lọt dưới nó ngạt á. Đừng cho nước nó thêm cái cục đá đó mình để cái được rồi. Nước nó đã nhiều khi lâu qua ngày nó ngạt. Bể cục đá nó chặn cho nước nó chỉ chảy xuống thôi chứ lát khỏi chảy xuống. Mua một cái nó rớt mấy đá xuống nhà. Thôi chờ. Cái là mình moi cục đá nó ra chứ. Tại người ta nhét vô mà kêu moi. Chú đang chuẩn bị rồi, ông Đồng bên đây qua bên hai cái chậu to. Hai chậu này đúng sức của hai ông Đồng luôn. Lên hai chậu to này là hai ông Đồng đẹp. Cao đẹp nè. Bây giờ hai chậu này là của chị Hồng Loan, của chị chị. Chị Hồng Loan mà không điện thoại hỏi bên quản lý qua viên là không giờ vô được. Cái gì cũng phải có chị lên tiếng cái mới được. Thì đó anh xin cái cặp đồng này anh cũng điện bên hoa viên, xin hoa viên. Hoa viên đã cho nhưng mà hoa viên nói phải hỏi ý người nhà. Hỏi ý người nhà có cho vô không? Thôi đúng rồi, cái gì cũng vậy. Vô thì mới cho vô được. Chứ ở đâu mà tự nhiên đem vô cái là qua viên cho vô đâu. Rồi né để cho thợ thầy người ta làm cả. Thợ sẽ đổ vô. Né cho mấy anh thợ làm cho chú chị. Không biết gì mình đứng én cũng anh làm. Đúng rồi, đứng rộng ở đây ha. Trời nắng lên. Bây giờ mấy anh đổ ba cái phân vô nè. Cái này giống ba cái xác dừa cho anh đúng không? Xác dừa trước xong mới đổ đất sau đúng không? Dừa trước. Bùi Hải ngu ngu nói cũng đúng thôi ta. À ngu ngu nói sao cũng đúng. To luôn nghe quý cô chú vậy. Cái dù quá cái chậu này là Duy Minh nghĩ rằng là chắc cũng mấy khối á đúng không? Hai ông Đồng mà đưa lên hai chậu này là đẹp tuyệt vời, sang vừa sang vừa đẹp nữa quý chú chị. Đặc biệt là chị Hồng Loan chỉ mua hai chậu này mấy anh kia cô kia nói là làm cái chậu này là ba cái anh này thì ba anh cứ đứng nhầm mà nói xì xào quá. Không biết nói cái gì luôn á. Ba ông mà cứ ông nào mình bệnh làm đang nói. Làm bên nào làm trước bên đi cho đẹp mấy cậu ơi. À, dạ làm bên đây trước nè, đổ đất vô nè. Cái nào mà nếu mà thiếu người thì mà hô lên nha chú Bảy. Anh cứ nói nha, anh em người ta phụ. Nào trước chú Bảy. Nhớ
Ở bên đây trước nè. Đổ đất vô rồi mà cứ la rồi. Yeah. Thì nào cần thì nói một tiếng đừng tụi con phụ cho. Ừ. Bây giờ cái chuyện này là của bên chú Bảy ông Gành thì ở cho lính có cháu nữa kìa ha. Tắt có cháu nữa ha. Là làm. Khi nào cặn chú Bảy cứ lên tiếng. Trời ơi chèn vô bích cái máy. Nhỏ chắc má quýnh lắm gì. Thấy người ta quay trước thì đi lợi thì phải cũng nhìn cái. Mát mát tính bài vô. Mặt trước cũng nêu rồi đó. Trước mát mát vậy. Người ta quay trước là mình đi tới là mình phải quay ngang hoặc là ông nêu không có để ý, em để ý hả, tại vì thấy bóng mát nè em đến bài vô chỗ mát. Nắng thế mày. Mặt trước cũng nêu rồi đó. Không, mới trước rồi. Đó, anh thấy không? Em nó nắng quá thì ổng trời ổng cho mát lại thấy không? Khủng luôn á. Cái chậu này giống nhiều tiền lắm ha. Anh cầm giùm em cái. À, cái vụ đây. Cái vụ đây. Anh em mình đứng nắng quá. Mày nắng quá nắng rồi. Cô chú anh chị ơi. Nắng quá, phải nói là nắng mà mấy anh là cũng cố gắng để mà làm cho xong ha. Năm năm nắm cái dù rồi. Mấy ông đàn ông kìa phụ đi. Dạ anh Minh đâu vậy? Minh có một chuyện rồi. Đó, trời ơi nặng quá. Không, một mình anh Ngọc là dở rồi được rồi thấy không? Cái này mình cũng xoay ngang đoạn máy nãy nhẹ mà. Một đập chậu luôn hả? À, biết đâu nghe không nói kìa. Chậu sao đập để lại chứ đập uổng vậy? Để làm gì giờ? Hả? Không trồng này trồng kia. Còn ấy chút xíu nữa lấy xe cho con đi con chở nhà. Chở nhà trồng hành với quế và nấu chua nấu canh đồ ăn. Rồi sao chú Bảy cho mà lấy thì được chứ mà điều có cái là lờ mất sức cây mình không muốn thay đập chậu ý cũng à. Đó, lấy qua chú vô kéo ra luôn. Vậy là chú Bảy chia sẻ là nếu mà mình dở lên luôn á thì mất sức cây nên là cây sẽ dễ bị mất sức á nên bây giờ là phải đập chậu luôn rồi để lên á là nó không bị mất sức cây. Bữa nay 18 là thường thường ta ăn chay một tháng 10 ngày là bữa nay là ta là người ăn chay nè. Là 18 là người ta ăn chay tháng 10 ngày á là người ta ăn. Mùng 8 18. Ủa sao cậu năm cái đó. Cái đó là chị là ăn một tháng chị ăn 4 ngày. Rồi buông xuống cho nó bể luôn. Buông. Sao có mình không sao bên kia sao cho nó. Anh ra sao đi để em chú vô. Nè. Rồi bắt đầu nè. 1 2 3. Đậu đi. Quá đỉnh. Này qua đây rồi hả? Chỉnh cho để chậu chỗ nào. Dù không? Dù nó ra. Dù rồi nữa cầm. Cậu này nó bự, nó to, nó chắc là nặng lắm. Mấy này là phải 6-7 người mới khiêng nổi cho cậu. Cậu này khiến mình ớt được. Nặng khiếp. Nặng quá nặng rồi. Cái này thay hao cho hai chậu này là đẹp tuyệt vời ạ. Chắc đập quá. Hồi nãy nghe nó đập đó sợ nhổ ra là nó mất sức cây. Đúng rồi. Nó phải vô như này rồi. Giờ gần Tết rồi giờ phải quay cái cạnh này là phải chịu chế mất sức. Chắc phải đập gấp. Chị nắm giùm Di Minh cái chị.
Mình đăng clip à. Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha.